Đội trưởng Croatia Luka Modric không thể lý giải vì sao đội tuyển của anh luôn phải kết thúc những trận đấu vòng knockout của các kỳ giải lớn theo cách kịch tính nhất. Họ vừa trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2022 phải phân định chiến thắng trong loạt sút luân lưu, vượt qua Nhật Bản 3-1 để lọt vào tứ kết. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Croatia với tư cách đương kim Á quân đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ châu Á là Nhật Bản tại vòng 1-8. Trận đấu ở Qatar tiếp tục là một khuôn mẫu cho Croatia. 7 trong số 8 trận đấu loại trực tiếp gần nhất của họ tại các giải đấu lớn đều phải bước vào hiệp phụ. Ngoại lệ duy nhất là thất bại toàn diện 2-4 trước Pháp ở chung kết World Cup 2018. Có vẻ như chúng tôi không thể giành chiến thắng mà không có chút kịch tính. Chúng tôi rất vui khi lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng trước khi thủ môn của chúng tôi đã làm một điều kỳ diệu. Một trận đấu rất khó khăn và mệt mỏi, Modric phát biểu sau trận. Trong khi thủ môn Dominic Livakovic tin rằng truyền thống của Croatia với những loạt luân lưu đã truyền cảm hứng cho anh. Lịch sử World Cup chỉ 3 lần ghi nhận một thủ môn cản phá 3 quả sút trong một loạt sút luân lưu thì Croatia chiếm hết 2. Livakovic nói, tôi tiếp tục truyền thống của những người tiền nhiệm. Tôi nghĩ đó là nhờ bản năng hơn là bất kỳ phân tích nào về những người tham gia sút phạt. Nhưng tôi không nghĩ đó là những quả phạt đền khó cản phá. Cầu thủ Nhật Bản không có những quả phạt đền hoàn hảo và cảm ơn Chúa vì điều đó. Đây là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong khi huấn luyện viên Slatko Dalic tuyên bố, việc đội tuyển của ông tiếp tục chiến thắng theo cách này sẽ càng thúc đẩy thêm niềm tin trong đội. Đừng bao giờ đánh giá thấp người Croatia. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, người ta sẽ hối tiếc. Chúng tôi sẽ đi hết con đường. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi ở đẳng cấp cần thiết để tiến xa. Chúng tôi có quyền hy vọng vào những kết quả tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được giấc mơ vô địch World Cup của mình. Croatia giờ sẽ chơi trận tứ kết vào thứ hai đối đầu Brazil. Đội đang tìm kiếm chức vô địch thế giới lần thứ 6. Nhưng huấn luyện viên Dalic tin rằng đội của ông có thể thắng bất kể đội nào.